Ở thời điểm 2021, mình đánh giá rằng đây là một mức nền khá là thấp so với của ngành xây dựng khi mà đây là thời điểm mà những điều xấu nhất đã xảy ra đối với ngành xây dựng. Chào mừng các anh chị em đến với chương trình cổ phiếu 10 phút. Mình là Tuấn Niệm và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một cổ phiếu của ngành xây dựng HBC, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình. Và cổ phiếu này có triển vọng gì trong năm 2022 thì anh chị em hãy đồng hành với mình trong hơn 10 phút của video nhé. Trước khi đi sâu vào phân tích chi tiết về cổ phiếu HBC thì mình sẽ đánh giá qua về sức mạnh yếu tố kỹ thuật. Ở đây mình có sử dụng bộ công cụ của Tech Profit, mình đánh giá rằng là khá là dễ dùng và hữu ích đối với các nhà đầu tư mới. Thì ở đây mình có sử dụng biểu đồ sức mạnh của cổ phiếu HBC là cổ phiếu đang có thể hiện đứng sức mạnh RS20 cắt ở trên xuống so với chỉ số thị trường chung VN Index, thể hiện rằng là họ có rủi ro trong ngắn hạn về điều chỉnh giá. Tuy nhiên nếu mà nhìn về xa hơn thì ở đường RS60 thì cổ phiếu HBC đang ở sức mạnh rất là thấp so với chỉ số thị trường chung. Tuy nhiên mình sẽ đánh giá nhiều về yếu tố phân tích cơ bản về cổ phiếu nhiều vì họ có nhiều tiềm năng tăng trưởng về mặt yếu tố nội tại của doanh nghiệp. Và anh chị em hãy đồng hành với mình trong phần tiếp theo nhé. Mình sẽ đi qua 3 phần nội dung chính: tổng quan rồi của doanh nghiệp HBC, HBC có an toàn để đầu tư hay không, hay doanh nghiệp này có tiềm năng tăng trưởng gì. Về phần tổng quan của doanh nghiệp HBC thì doanh nghiệp này đã được niêm yết trên sàn chứng khoán HOSE từ năm 2006 và doanh nghiệp có sở hữu vị thế lớn và uy tín hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng. Bên cạnh đấy họ cũng có nhiều kinh nghiệm trong thiết kế thi công xây dựng nhiều nhóm sản phẩm như nhà để ở, nhà không để ở hay cơ sở hạ tầng. Về thị trường hoạt động của họ là trải dài ở hơn khoảng 50 tỉnh thành và trong đó tập trung ở thị trường ở khu vực miền Nam. Và bên cạnh đấy loại hình sản phẩm mà đóng góp chính cho doanh thu của HBC đấy chính là các loại hình xây dựng dân dụng như nhà ở, trung tâm thương mại cao ốc, khu phức hợp hay là khách sạn, resort. Thì doanh nghiệp HBC họ có các sản phẩm chính, hoạt động chính đấy chính là bất động sản dân dụng, là xây dựng các hợp đồng dân dụng và thị trường hoạt động chính của họ là ở khu vực miền Nam. Nhắc đến HBC thì chúng ta không thể không nhắc tới doanh nghiệp có năng lực đội ngũ thi công tốt và trang thiết bị hùng hậu giúp cho họ có thể xây dựng các dự án quy mô lớn và luôn đảm bảo tiến độ đối với các chủ đầu tư. Và bên cạnh đấy họ có vị thế lớn hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng, vì vậy họ có thể giúp kiếm được nhiều khách hàng, đặc biệt là các khách hàng có quy mô lớn, vị thế lớn trong lĩnh vực bất động sản như Vingroup, Novaland hay là Khang Điền. Tiếp theo mình sẽ đánh giá HBC có an toàn để đầu tư hay không, thì mình sẽ đi vào phần đánh giá tài chính của doanh nghiệp. Về phần cơ cấu tài sản thì họ có quy mô tài sản duy trì ổn định qua các năm, không có thay đổi nhiều và tỷ lệ tiền của họ duy trì là ở khoảng mức 5 đến 4%, và phần lớn của tỷ trọng cơ cấu tài sản các khoản phải thu chiếm đến 70% và chủ yếu là đến từ các khoản phải thu khách hàng hay là phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng. Thì điều này mình có thể đánh giá rằng doanh nghiệp có thể đang bị chiếm dụng vốn nhiều hay là cái phương pháp ghi nhận doanh thu của họ là theo tiến độ hợp đồng xây dựng, cho nên là sẽ có một số rủi ro về mặt tài chính đối với doanh nghiệp. Bên cạnh đấy là mình có đánh giá khoản nợ vay của doanh nghiệp là có xu hướng duy trì là khoảng 30%, hệ số đòn bẩy của doanh nghiệp là khoảng 4,2 lần và họ sử dụng nợ chiếm dụng khá là nhiều. Do họ là doanh nghiệp có quy mô lớn và vị thế lớn trong lĩnh vực xây dựng nên họ có thể chiếm dụng được vốn từ phía khách hàng. Cho nên mình đánh giá rằng với cái cấu trúc tài chính này về phần cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp thì sẽ không có nhiều rủi ro về mặt nợ hay là về mặt nợ chiếm dụng của họ. Tiếp theo, mình sẽ đánh giá qua về kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Thì bắt đầu từ năm 2018-2019, doanh nghiệp có xu hướng sụt giảm về doanh thu lẫn lợi nhuận. Và trong cái giai đoạn 2020-2021 là khả năng tạo đáy, do trong thời điểm này là dịch bệnh Covid hoành hành và giãn cách xã hội khiến cho họ bị ảnh hưởng bởi kết quả kinh doanh. Như ở phần biên lợi nhuận của họ thì ở biên lợi nhuận gộp và biên lợi nhuận lãi ròng thì đều có xu hướng giảm theo so với doanh thu và lợi nhuận. Thì với mức biên mà giảm này có thể phản ánh rằng là doanh nghiệp đang chịu về sức ép về chi phí, như là cái trong thời điểm 2020-2021 chi phí nguyên vật liệu tăng khá là cao, và bên cạnh đấy tiến độ xây dựng của họ sẽ đã bị kéo dài do giãn cách xã hội khiến cho phải kéo dài cái thời gian xây dựng của họ, họ phải đội lên rất là khá nhiều chi Tiếp theo mình sẽ đánh giá qua về những tiềm năng tăng trưởng của doanh nghiệp. Thì ở động lực tăng trưởng số 1 là ngành xây dựng sẽ kỳ vọng phục hồi tốt trong năm 2022.
Ở thời điểm 2021, mình đánh giá rằng đây là một mức nền khá là thấp so với của ngành xây dựng, khi mà đây là thời điểm mà những điều xấu nhất đã xảy ra đối với ngành xây dựng, như là việc mà giá cả nguyên vật liệu tăng rất cao, đạt đỉnh, và việc mà giãn cách xã hội khiến cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực này cũng phải bị kéo dài tiến độ xây dựng của họ ra, khiến cho phải chịu nhiều sức ép về chi phí. Cho nên mình sẽ kỳ vọng là năm 2022, 2023, khi mà dịch bệnh Covid nó đã được cải thiện tốt hơn, thì cái những điều xấu nhất có mình đánh giá rằng có thể đã trôi qua, và kỳ vọng phục hồi của các doanh nghiệp xây dựng này là mình sẽ kỳ vọng tốt trong những năm sắp tới. Và đặc biệt hơn là nhu cầu nhà ở cũng như là các sản phẩm bất động sản nhà ở, bất động sản nghỉ dưỡng ở cái thị trường Việt Nam nó sẽ được cải thiện hơn, khi mà từ năm 2020-2021 nó là một mức nền thấp về cái nguồn cung bất động sản, và nhu cầu cũng sẽ mình cảm thấy là theo đánh giá của nhiều bên là sẽ hứa hẹn sẽ tăng trưởng trở lại tốt ở sau thời điểm dịch bệnh Covid. Tiếp theo là động lực tăng trưởng số 2 là cơ hội bứt phá của HBC trong năm 2022. Họ có giá trị hợp đồng backlog từ năm 2021 là khoảng 16.000 tỷ đồng. Và bên cạnh đấy họ đã trúng thầu mới từ tháng 4 cho đến giờ đã được 9.300 tỷ đồng. Và điều này có thể giúp cho họ đạt được target doanh thu trong năm 2022 là khoảng 17.500 tỷ đồng, tương đương với mức tăng trưởng khá cao là 54%. Và bên cạnh đấy họ cũng có mục tiêu đặt là lợi nhuận sau thuế hợp nhất sẽ tăng trưởng ở khoảng 240%, tương đương với mức đạt là 350 tỷ đồng. Và họ cũng có được lợi là cái thoái vốn dự án Ascend Garden Home đã thoái vốn, là dự kiến là ghi nhận giá trị lợi nhuận là khoảng 225 tỷ đồng. Hiện tại đang hoàn thiện nốt các pháp lý để có thể chính thức ghi nhận vào lợi nhuận. Tiếp theo là tiềm năng tăng trưởng cuối cùng, động lực tăng trưởng số 3, tham vọng bơi ra biển lớn. Bên cạnh việc mà phát triển và thị trường xây dựng ở trong nước, thì ban lãnh đạo cũng muốn mơ ra phát triển đầy tham vọng là ở thị trường quốc tế, với kỳ vọng doanh thu ở năm 2032 có thể đạt được 20 tỷ USD, và trong đó đóng góp của thị trường quốc tế là khoảng 12 tỷ USD. Và ở thời điểm này họ đang là ở giai đoạn mà dần dần triển khai cũng như là đang tìm hiểu về chiến lược này để phát triển cái kế hoạch dài của họ trong dài hạn. Đặc biệt là ở thời điểm hiện tại là ở quý 2 2022, họ cũng đang dần dần triển khai theo kế hoạch của họ là tiếp cận các thị trường như là Úc hay là Mỹ. Và tiếp theo mình sẽ đánh giá về việc rủi ro khi đầu tư vào cổ phiếu HBC. Thì như mình đã nói, giá cả nguyên vật liệu xây dựng là yếu tố đầu vào quan trọng của các công ty trong ngành xây dựng, và vì vậy chúng ta có thể phải cân nhắc đến với các giá cả nguyên vật liệu như thép hay xi măng. Ở đây thì mình có thể sâu ra biểu đồ giá thép và giá xi măng thì vẫn đang ở mức giá khá là cao, cho nên là vẫn có thể một số các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng phải bị áp lực về cái giá cả nguyên liệu đầu vào, khiến cho cái mức biên lợi nhuận của họ bị vẫn đang ở mức thấp. Bên cạnh đấy là HBC họ có cái phương pháp ghi nhận kế toán theo tiến độ hợp đồng xây dựng, cho nên là họ có các khoản phải thu lớn, cho nên mình đánh giá rằng đây cũng là một rủi ro đối với doanh nghiệp HBC từ việc thu lại dòng tiền thật của các giá trị doanh thu này. Và bên cạnh đấy, rủi ro của doanh nghiệp bất động sản là bị siết trái phiếu và cũng như cho vay, là họ bị hạn chế tín dụng cho vay. Thì việc này thì mình sẽ đánh giá rằng là HBC là một doanh nghiệp mà xây dựng dân dụng hàng đầu, và đặc biệt là các sản phẩm cho các doanh nghiệp bất động sản. Vì vậy là những mà các doanh nghiệp bất động sản mà gặp khó khăn huy động vốn thì các doanh nghiệp trong ngành xây dựng như HBC cũng phải chịu khó khăn theo. Và cuối cùng mình sẽ tổng kết và đánh giá thì cổ phiếu có nhiều kỳ vọng về doanh thu và lợi nhuận hồi phục tốt trong cái giai đoạn này. Mình đánh giá là sau khi mà trải qua khó khăn thì doanh nghiệp sẽ được phục hồi tốt. Và bên cạnh đấy là doanh nghiệp vẫn còn tiềm ẩn một số rủi ro về các khoản phải thu hay là phương pháp ghi nhận doanh thu của họ. Mình thấy rằng là cổ phiếu HBC này là khá phù hợp đối với việc mà trading trong ngắn hạn hay là việc đầu tư, nhưng mà đối với các nhà đầu tư mà có tầm nhìn về dài hạn lâu dài hơn. Và vừa rồi là tất cả những gì mình nhận định về cổ phiếu HBC. Nếu anh chị có bất kỳ thắc mắc gì có thể comment ở ngay phía bên dưới. Và đừng quên ấn like, subscribe và ấn nút chuông ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của team Take Profit.